Dạ, Hiếu Phan Vlog mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong nhiều ngày nước trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày hôm nay. Thì nội dung trong video này thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến 5 vị luật sư đã từng bảo vệ về mặt pháp lý cho Thiền Am. Trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và xin kính thưa quý vị khán giả theo thông tin này thì chúng ta thấy rằng năm vị luật sư đang nằm trong tầm nguy hiểm thưa quý vị như quý vị khán giả cũng đã biết là năm vị luật sư bảo vệ mặt pháp lý cho thiền am á thì đã có 3 vị luật sư có giấy triệu tập, trong đó thì có luật sư Ngô Thị Hoàng Anh cũng đã đến cơ quan chức năng cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An làm việc về cái nội dung có liên quan đến điều 331 vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 đúng mà. Còn ngày 15 tháng 3 thì luật sư Đào Kim Lân không có đến và anh cũng đã có văn bản gửi cho bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng như là gửi cho liên đoàn luật sư Việt Nam thì đây là cái lý do cũng rất là chính đáng. Và song song bên cạnh đó thì luật sư đặng Đình Mạnh ngày 21 tháng 3 thì anh cũng không có đến để mà làm việc với bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An bởi vì anh có tranh chấp trong một cái vụ án nó bảo vệ về mặt pháp lý cho bà Dư Thị Tiết gì đó thưa quý vị thì diễn ra cái phiên tòa ngày 21 tháng 3 tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì đây cũng là một trong những lý do mà luật sư mạnh vắng mặt trong ngày hôm qua không có đến để mà làm việc với bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An thì theo thông tin mà Hiếu cập nhật được thì trong ngày hôm nay 22 tháng 3 năm 2023 thì luật sư Nguyễn Văn Miến phải có mặt tại cơ quan chức năng tỉnh Long An để mà làm việc theo cái tội danh mà hiểu điều trên đó, theo điều 331 thưa quý vị thì không biết là luật sư Nguyễn Quang Miến có đến hay không thì chưa có nội dung thông tin này cụ thể cho nên là Hiếu cũng không có chia sẻ cho việc khán giả được biết chỉ biết rằng báo đã loan cái thông tin này và ngày 25 sắp tới đây vị luật sư còn lại không ai khác chính là luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đó thì họ có cái kỳ hạn ngày tháng ở trên thưa vị còn những cái giấy triệu tập này thì chúng ta cũng không có thấy luật sư Miến cũng như là luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ cho nên là chúng ta cũng không biết nhưng mà theo thông tin của một cái tờ báo BBC News tiếng Việt á thì họ biết cái thông tin này và họ cũng chia sẻ cái nội dung bài báo này thì hiểu thấy là bên kia cũng như là bên đây cũng có một số kênh YouTube cũng nói về cái vấn đề này rồi thưa vị vậy thì chúng ta thấy rằng không chỉ không chỉ riêng ba vị luật sư mà hiện tại đây là tất cả năm vị luật sư luôn đã từng bảo vệ mặt pháp lý cho Thiền Am trong cái uh, tội danh 331 mà hai cái phiên tòa phúc thẩm vừa qua đó là sơ thẩm và phúc thẩm trong cái vụ án này thì cũng đã xét xử xong và các thầy cô sáu người phải nhận mức án 23 năm 6 tháng tù. Sau đó thì luật sư Lân cũng lên phân tích mổ xẻ về những cái khuất tất trong cái vụ án này. Còn các vị luật sư khác thì chúng ta thấy ít chia sẻ nhưng họ chỉ chia sẻ những cái bài viết, những cái site search ở trên trang Facebook cá nhân chẳng hạn như là luật sư Đặng Đình Mạnh thường chia sẻ mà thôi và thỉnh thoảng thì luật sư Ngô Thị Hoàng Anh cũng có chia sẻ à, cũng như là và luật sư Trịnh Vinh Phúc v vân thì họ chỉ chia sẻ lên Facebook chứ ít có lên trên YouTube để mà trực tiếp đúng không ạ? À? Ngoại trừ là cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thì họ mới lên để mà báo cáo tình tự chi tiết trong cái phiên tòa đó sẽ diễn ra như thế nào mà thôi để cho chúng ta biết và an tâm hơn. Nhưng mà hôm nay thì theo cái thông tin này thì chúng ta thấy rằng năm vị luật sư đang nằm ở trong tầm nguy hiểm thưa vị. Còn luật sư Lân hiện tại thì ở ngoài Hà Nội theo những gì mà Lê Thanh Minh Tú chia sẻ cái livestream mới nhất á thì em này ấp ấp mở mở là làm cho chúng ta cũng đặt nghi vấn suy nghĩ và lo lắng tất cả các thứ hết đó và cho rằng là luật sư lân đang tiến hành cái công việc của anh ở ngoài hà nội không biết là mục đích và nội dung anh làm việc với hà nội là như thế nào có gặp được các vị lãnh đạo hay không khi mà kết thúc thì anh sẽ trở về chắc có lẽ là sẽ có thông tin thông báo cho chúng ta được biết về cái chuyến đi lần này của anh như thế nào thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật từ bên phía luật sư Đào Kim Lân để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết để trở lại cái vấn đề của năm vị luật sư đã từng bảo vệ mặt pháp lý cho thiền Am mà hôm nay phải vướng vào cái điều 331 và bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An họ đang xem xét điều tra và giải quyết xử lý nó theo những gì mà bên phía liên đoàn luật sư họ cũng đã nói rồi thì ở đây hiếu xin chia sẻ cái bài viết này để cho vị khán giả hiểu rõ hơn tình tự nội dung chi tiết như thế nào mà không biết tại sao là cái tờ báo bbc news này họ lại biết cái thông tin này thì hiếu cũng xin chia sẻ thì ở đây chúng ta nhìn nhận một cách khách quan công bằng tích cực chứ không có cầm đèn chạy trước ô tô đó cho nên là quý vị khán giả hãy tin tưởng vào những cái thông tin mà hiểu đưa cho vị khán giả Chứ Hiếu không có nghe bất cứ phe phái bên nào hết Chúng ta phải xác nhận cái thông tin này Từ bên đây bên kia thưa vị Ba bên bốn phía đúng không ạ Thì cái nội dung của cái bài viết như thế này Vì sao các luật sư bào chữa trong vụ tỉnh thất Bồng Lai đều đang bị triệu tập những luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án tịnh thất Bồng Lai đang trở thành đối tượng bị công an triệu tập, thẩm vấn mà câu chuyện của luật sư Đặng Đình Mạnh là điển hình. Theo những gì tôi tìm hiểu thì trước đó, những người ở tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố theo điều 331 Bộ luật hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đến lúc này không phải chỉ riêng luật sư đặng Đình Mạnh mà tất cả năm luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai đều đã nhận giấy triệu tập theo điều 331. Theo các giấy triệu tập, luật sư Đào Kim Lân phải có mặt ở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An vào ngày 15 tháng 3, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh thì vào ngày 14 tháng 3. Tiếp theo là luật sư Đặng Đình Mạnh bị triệu tập vào ngày 21 tháng 3, luật sư Nguyễn Văn Miến ngày 22 tháng 3, tức là ngày hôm nay thưa quý vị và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc là vào ngày 25 tháng 3. Đó là còn 2 ngày nữa. Theo phía công an, trong quá trình bào chữa vụ án tỉnh thất Bồng Lai, nhóm luật sư có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu phạm tội theo Điều 331. Cáo buộc từ phía công an đưa ra liên quan đến việc nhóm luật sư sử dụng kênh youtube nhật ký luật sư đăng tải thông tin về vụ án tỉnh thất Bồng Lai. Các thông tin này sau đó được chính thức quá bằng văn bản gửi đến nhiều cơ quan cấp cao trung ương. Trong đó có văn phòng chính phủ, Viện kiểm sát tối cao, Bộ Công an hồi tháng 6 năm 2022. Nhóm luật sư đã chỉ ra cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa và các cơ quan tố tụng tỉnh Long An vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp. Sau đó vào tháng 10 năm 2022, các luật sư ghi thêm đơn khác tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An có dấu hiệu làm giả chứng cứ sai phạm về tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bị can. Các đơn của nhóm luật sư bào chữa gửi đi thì bị chuyển ngược về cho Long An để giải quyết thay vì các cơ quan cấp khác ngoài Long An. Điều này đặt ra câu hỏi liệu người ta có được sự khách quan hay đang có xung đột lợi ích. Trong khi kiến nghị tố cáo của các luật sư chưa được giải quyết thì chính quyền công an đang bị phía luật sư tố cáo lại ra tay triệu tập họ để thẩm vấn với cáo buộc vi phạm vào điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Một luật sư trong nước xin được giấu tên chia sẻ với tôi. Sau đây là một luật sư ở trong nước luôn giấu tên và sẽ có những cái nhận định chia sẻ với cái anh nhà báo này. Thưa quý vị thì nội dung như thế này việc này tạo tiền lệ cực kỳ xấu cho công việc của luật sư ở việt nam vì luật sư là bên đối trọng có vai trò gỡ tội và phản biện với các cơ quan tố tụng có vai trò buộc tội gồm công an viện kiểm soát tòa án điều này như một lời cảnh báo đến luật sư bào chữa trong các vụ án khác khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm điều tra tố tụng mà luật sư tố cáo sẽ có nguy cơ bị chính cơ quan này tổ lại ở đoạn sau này thì báo có nhắc đến blogger mẹ nắm có tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thưa quý vị, thì cái nội dung như thế này. Blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động phải đi khỏi Việt Nam và hiện sống ở Hoa Kỳ. Một người theo dõi sát vụ tỉnh Thất Bồng Lai từ năm 2019 cho tôi biết ý kiến. Thì đây thì mẹ nắm cho bên phía báo BBC biết ý kiến như thế này. Sáu người ở tỉnh Thất Bồng Lai nhận tổng cộng 23 năm 6 tháng tù ở vụ án đầu. Ngoài ra họ còn đối diện với tội danh lừa đảo trong một vụ án khác đã khởi tố vụ án hồi tháng 11 năm 2022 nhưng chưa khởi tố bị can. Bà chấm, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh câu hỏi liệu có phải công an Long An muốn gửi đi thông điệp đến bất cứ ai có ý định bào chữa cho vụ án thứ hai không? Nếu công an Long An thành công thì tôi tin rằng trong tương lai sẽ không còn bất cứ luật sư nào đủ dũng cảm để lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ qua việc chia sẻ thông tin về vụ án, đặc biệt là những vụ án bị xem nhạy cảm có liên quan đến nhân quyền hay đụng chạm đến lợi ích của chính quyền. Số luật sư can đảm ở Việt Nam còn lại không nhiều. Theo ý kiến của tôi, luật sư đặng Đình Mạnh và những đồng nghiệp của ông là những người hiếm hoi dám nhận bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các vụ án liên quan đến chính trị đấu tranh dân chủ bảo vệ đất đai và sau đây là những vụ án mà luật sư đặng đình mạnh cũng như là đồng nghiệp của mình đã từng bào chữa cho họ thưa vị chẳng hạn như ở đây thì có là uh, ông đã từng bào chữa cho vụ án Lê Đình Lượng, thầy giáo Nguyễn Năng Tỉnh, các bị cáo trong nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam, cựu đại quý công an Lê Chí Thành, Quỳnh Thục Quy, Vũ Quang Thuận, Vụ công an đột nhập vào nhà giết ông Lê Đình Kình, vụ Đồng Tâm, Phạm Đoan Trang, ba mẹ con Cấn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Trương Duy Nhất. Vì tham gia bào chữa cho các vụ án được xem nhạy cảm mà không ít lần luật sư mạnh bị sách nhiễu đe dọa. Vào cuối năm 2018, trên đường bào chữa cho Quỳnh Thục Quy, luật sư Mạnh bị công an tỉnh Đắk Lắc chặn xe với cáo buộc gây tai nạn rồi bỏ trốn. Hơn một tháng trước đó trên đường cùng các đồng sự đi biên hòa tỉnh Đồng Nai bào chữa cho những người biểu tình phản đối dự thảo hai luật đặc khu và an ninh mạng, xe của luật sư Mạnh đã bị bắn. Trong việc bào chữa cho các bị cáo của án Đồng Tâm, luật sư Mạnh bị sóc nách, xô xuống các bậc cầu thang ghê gớm chưa thưa vị khán giả các sự cố trên đe dọa trực tiếp đến luật sư dám đứng ra bảo vệ cho các bị can liên quan đến lợi ích của chính quyền việc triệu tập luật sư đặng đình mạnh là logic chung nằm trong các hoạt động nhằm hạn chế tối đa các hành động đi theo nguyên tắc pháp quyền chính quyền cũng thường xuyên bắt các nhà đấu tranh dân chủ và xử họ với các bản án nặng nề việc bào chữa của các luật sư cho các bị cáo trong các vụ án này thường bị ngoài tay. Dù vậy, việc có luật sư dám đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong các vụ án này là một thái độ can đảm. Theo tạp chí luật sư Việt Nam đến hết năm 2022, cả nước có 17.317 luật sư. Nhưng trong số này, số luật sư dám nhận bào chữa trong các vụ án chính trị nhạy cảm điếm không đầy đầu ngón tay. Trên kênh Nhật ký luật sư hay trang Facebook của mình luật sư Đặng Đình Mạnh cùng các đồng nghiệp cung cấp thông tin một cách theo kiểu tường thực vụ việc, ngôn từ, cẩn trọng và trình bày có tính hài hước. Trước đó chính quyền cũng đã dùng nhiều cách khác nhau để không cho các luật sư Võ An Đôn, Trần Vũ Hải hoạt động hành nghề. Việc chịu tập luật sư có thể là bước lùi cho ngành tư pháp và còn xa hơn các bị cáo trong các vụ án chính trị nhạy cảm sẽ không còn người đồng hành bào chữa theo luật định. Điều này thật sự trái với các khẩu hiệu về nền pháp lý xã hội chủ nghĩa nhà nước Việt Nam nêu ra lâu nay và chỉ thu hút sự chỉ trích từ quốc tế những ngày tháng tới. Đó là cái phần trả lời của mẹ nắm kênh YouTube thưa vị có tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn gọi là blogger mẹ nắm thì cũng đã cho bên phía phóng viên báo BBC biết cái thông tin là như vậy thì qua cái thông tin của cái bài báo BBC này thì chúng ta cũng thấy rằng không những ba trong năm vị luật sư bị triệu tập mà bây giờ đây hai vị luật sư còn lại là Nguyễn Quang Miến là ngày hôm nay 22 tháng 3 phải có mặt tại cơ quan chức năng điều tra cảnh sát công an tỉnh Long An để mà làm việc đúng không ạ à? và ngày 25 tới đây đó là luật sư Trịnh Vinh Phúc thì không biết là hai vị luật sư này có đến làm việc hay không thì chúng ta còn chờ đợi thời gian báo chí đăng thì hiểu sẽ chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả hay là những thông tin chính thức nào từ vị luật sư á thì hiểu sẽ cập nhật để mà truyền tải đến cho vị khán giả được biết rõ hơn trung thực hơn và không có cầm đèn chạy trước ô tô ở đây không có suy diễn giống như ở bên phe đối lập họ thường gán ghép bịa đặt vu phóng và hâm dọa các vị luật sư thôi rồi chiến này không thể nào chạy thoát được cái điều 331 và phải bị tóm hết thưa vị thì đây là những cái suy diễn suy luận của họ nhằm uh, theo hiếu á, là cản trở cái việc điều tra của bên phía cơ quan chức năng thì cũng rất cần được xem xét và xử lý đúng theo quy định của pháp luật qua cái thông tin này thì Hiếu cũng rất mong là vị khán giả cùng với Hiếu cầu nguyện cho các vị luật sư tai qua nạn khỏi không có phải vướng vào cái điều 331 này và vướng vào vòng lo lý ở đây đúng không ạ à? xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ cho Hiếu trong cái video này video đến đây cũng khá dài thì Hiếu xin được tạm dừng ở đây rất mong là vì khi xem để lại một bình luận nhận xét, một like tặng cho Hiếu cũng như là một đăng ký kênh để cho kênh của Hiếu phát triển hơn. Một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình xem kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.